Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ kể một câu chuyện siêu hài hước. Các bạn nhớ like, đăng ký kênh và bình luận cảm nghĩ kèm theo những câu chuyện các bạn muốn nghe phía dưới bình luận để mình có thêm động lực làm video nhé. Câu chuyện bắt đầu. Thành phố Duyên Hải. Bệnh viện Tâm thần Thanh Sơn là một trong những bệnh viện tâm thần hàng đầu cả nước, với trang thiết bị cũng như không gian sống đều là tốt nhất. Trong đây, có bệnh nhân tâm thần là nhà thiên văn học nghĩ thật ra trái đất hình vuông, mọi người ở bên ngoài đều nói là hình tròn, họ mới thật sự là bệnh nhân tâm thần cần được chữa trị. Một ông khác là giáo sư y học nghĩ bản thân đã tìm ra phương thuốc để đàn ông mang thai với nhau, bắt mọi người xung quanh sùng bái. Lại một thêm tên là nhà phát minh thầy bói, dựa theo những gì anh ta tính ra thì hôm nay chính là ngày tận thế. Khuyên mọi người đừng sợ, đợi đến khi không có ai sẽ đưa tất cả mọi người đi đến nơi trú ẩn an toàn nhất. Ngoài những tên điên ra, trong này còn có các anh chị y tá tận tâm, luôn cầm trong tay hồ sơ bệnh lý, mỗi lần tiến vào một căn phòng liền sẽ lắng nghe một hồi, sau đó hài lòng gật đầu. Rất không tệ, bọn hắn đều đã không cứu nổi. Trong hành lang chung, có một chiếc TV lớn, một nữ MC tóc ngắn đang phát những thông tin mới nhất, một cơn động đất cực mạnh đang xảy ra ở núi Thái Sơn. Ngoài ra còn xuất hiện đám ma thú cấp 7, rất nhiều dân thường đi leo núi bị thương vong, hiện chính phủ đã cử những cường giả đến trấn áp. Kèm theo lời kêu gọi mọi người dân trong thành phố, vì an toàn tính mạng bản thân, đừng tùy ý đi du lịch dã ngoại vào lúc này. Tại nơi đây có một gian phòng bệnh đặc thù 666. Gian phòng bệnh này cùng phòng bệnh khác không giống nhau, nơi đây chỉ có hai người một già một trẻ đang ở. Bên trong trưng bày các loại khí cụ, bao cát các loại. Lúc này, một vị thiếu niên thanh tú đang nằm trên giường bệnh, trên thân quấn quanh là sợi đồng, hắn chính là bệnh nhân tâm thần nhỏ tuổi nhất nơi đây. Năm nay 19 tuổi, tên là Lâm Phàm, lúc 10 tuổi. Hắn dùng búa gõ đầu, nói muốn tu luyện thiết đầu công, đập đến nỗi đầu rơi máu chảy, xém chút về với cát bụi, nhập hộ khẩu tổ tiên. Năm 11 tuổi, hắn dùng máy khò muốn tiêu hủy con voi nho nhỏ giữa hai chân. Tiểu Phàm nói với mẹ, mẹ, con nghe nói tịch tà kiếm phổ là mạnh nhất, cho nên con muốn tiêu hủy cái cục thịt thừa không cần thiết này. May mà mẹ hắn kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành động dại dột có thể dẫn đến hậu quả dòng họ Lâm bị tuyệt chủng. Hoan hô người mẹ, mẹ là vĩ đại nhất. Sau hôm đó, Tiểu Phàm được đưa đến bệnh viện tâm thần để làm giám định. Kết quả cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người. Tiểu Phàm được chứng nhận bị tâm thần cấp độ 5. Theo bệnh lý, cậu sẽ không gây nguy hiểm gì đến xã hội, nhưng có thể làm ra những hành động tự hủy hoại bản thân. Vậy là từ lúc đó, cậu đã được nhập tịch vào bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Lúc này, phía dưới giường, lão Trương bạn cùng phòng với Lâm Phàm, cũng là người duy nhất tin tưởng Lâm Phàm biết võ đạo, một mực trợ giúp Lâm Phàm tu luyện. Giờ phút này, hắn đang cầm hai đầu dây đồng, hai mắt sáng bừng phấn khích nói, tôi bắt đầu đây, cậu có ý kiến gì không? Bọn hắn hiện tại là đang dùng dòng điện kích thích nhục thân. Trước kia họ tôi luyện bắt đầu từ pin AA, càng về sau mức độ dòng điện càng tăng lên, hiệu quả cũng ngày càng rõ rệt, Lâm Phàm đi đi lại lại ở trước mặt quỷ môn quan như cơm bữa. Lâm Phàm nghe lão Trương nói vậy, ánh mắt thất thần trả lời, triển đi, tôi tin sẽ giống như những gì trong sách viết, dòng điện sẽ làm cho bên trong cơ thể trở nên khỏe mạnh. Cảnh báo, đây là hành động nguy hiểm, các bạn đừng có bắt chước theo nhé, nhân vật chính là người bị tâm thần, còn chúng ta thì không. Nghe thấy hiệu lệnh của Lâm Phàm, lão Trương ok liền rồi cắm hai đầu dây vào ổ điện, vừa cắm lão Trương vừa nói một cách khí thế, đến lúc để xác minh sự thật, chứng kiến kỳ tích xuất hiện. Dòng điện 220V truyền thật nhanh đến người Lâm Phàm, khiến cậu bị giật nảy lên nảy xuống, tiếng hét thất thanh cùng mùi thịt nướng thơm phức bay khắp phòng làm chuông báo cháy kêu lên inh ỏi. Cả bệnh viện bắt đầu nhốn nháo, các y tá trực đêm hét lớn, hai bệnh nhân một già một trẻ của phòng bệnh 666 lại làm loạn rồi, mau gọi người đến kiểm tra, đừng quên mang theo bình cứu hỏa. Một giây sau, Lâm Phàm đã được cho lên xe đẩy, y tá bác sĩ vừa đẩy xe vừa hét lên, tránh đường tránh đường. Mau gọi xe cấp cứu, bệnh nhân bị cháy đen xì rồi, còn đang sùi bọt mép nữa, hô hấp khó khăn, nhanh nhanh lên. Cảnh báo, đây là kết quả của việc chơi ngu, các bạn nghe chuyện xin đừng học theo. Bên ngoài bệnh viện tâm thần, xe cứu thương đã chờ sẵn. Khi Lâm Phàm chuẩn bị được đưa lên xe thì lão Trương chạy theo phía sau bị các bác sĩ cản lại không cho lên cùng. Lão Trương quyết liệt chống trả, hét lớn, tôi không đi, tôi muốn biết tình hình của cậu ấy. Nói rồi lão Trương đẩy mạnh các bác sĩ ra giữ chặt lấy cán xe đẩy, nghiến răng nghiến lợi mà nói thể hiện quyết tâm, tôi phải ghi lại số liệu, tránh ra cho tôi, tránh ra. Các bác sĩ đã quá quen với cảnh này, cạn lời, bất lực thở dài, để cậu ta lên xe đi, vừa vặn đưa đến bệnh viện khám luôn. Khác hẳn với sự ồn ào, huyên áo phía dưới, lúc này hắc nhân viện trưởng bệnh viện tâm thần Thanh Sơn đang an tĩnh uống trà quan sát mọi thứ phía dưới. Ông thở dài ngao ngán, bắt đầu lẩm nhẩm, người bị bệnh tâm thần khác làm văn học, làm phát minh, làm thầy bói. Đều là những sở thích đáng trân trọng. Ngoại trừ hai bệnh nhân một già,
một trẻ ở phòng 666 này, mỗi lần lên cơn đều là muốn lấy mạng người. Hay chuyển cảnh, tại khoa cấp cứu, lão Trương tay cầm kim hỏi Lâm Phàm, lần này chú có cảm giác gì? Lâm Phàm yếu ớt, quay sang nhìn lão Trương đáp, tôi cảm thấy rất khỏe, giống như trong sách viết vậy, huyệt vị toàn thân đã hoàn toàn mở ra, tôi còn nhìn thấy sự kết thúc của vũ trụ. Lão Trương, tay đang đâm kim vào đầu Lâm Phàm, hạnh phúc mãn nguyện mỉm cười hỏi, sự kết thúc của vũ trụ là do tôi lén đâm cây kim này sao? Với thác máu nhỏ trên đầu, Lâm Phàm vẫn cố phản bác, không phải, là những vòng tròn màu xanh mà tôi không biết là gì. Cái gì mà chào mừng ký chủ đã đến đạo vực, kích hoạt hệ thống, giống như bị bệnh tâm thần vậy. Lão Trương tiếp lời, kích hoạt hệ thống sao? Nghe thật giống như bị bệnh tâm thần nhỉ? 3 phút sau, Lâm Phàm được đẩy vào phòng phẫu thuật. Các bác sĩ thấy Lâm Phàm liền ngao ngán mà thốt lên, lại là thanh niên này, sao lần này lại nghiêm trọng như vậy? Y tá bên cạnh cung kính trả lời, bệnh nhân quấn lõi đồng của dây điện xung quanh cơ thể rồi tự cắm vào nguồn điện, dẫn đến bị bỏng cấp độ 2, huyết áp thì ổn định nhưng nhịp tim đập nhanh hiện tại là 250 phút, đã vượt qua tiêu chuẩn thông thường. Bác sĩ vội vàng chuẩn bị chụp ống thở cho Lâm Phàm, nói với y tá, chuẩn bị tiến hành gây mê cấp 7. Lúc ống thở sắp tới miệng thì bị Lâm Phàm cản lại, hắn lại lên cơn điên khùng nói, bác sĩ, hiện tại tôi cảm thấy tinh thần của mình rất tốt. Những miếng thịt cháy đen trên người đều là những cặn bã tôi bài tiết ra sau khi bước vào con đường tu tiên. Các vị cứ việc cắt đi, đừng lo cho tôi ổn. Nghe tên điên này nói xong, bác sĩ chỉ muốn nhảy vào tẩn cho tên hắn mấy đấm. Ông tức điên hét vào mặt Lâm Phàm, bài tiết cái khỉ khô, đây là bị bỏng cậu hiểu không, do cậu nghịch ngu mà ra thì có. Vâng, các bạn biết nói chuyện với kẻ điên thì kết quả ra sao rồi đó. Lâm Phàm có thèm để ý đến đâu, thậm chí hắn còn đe dọa lại bác sĩ, các vị, đừng gây mê. Tôi phải lấy những đau đớn xác thịt này để rèn luyện ý chí của tôi rất mạnh, mạnh đến nỗi những phàm nhân như các vị không thể tưởng tượng nổi. Nếu các vị còn cố tình gây mê cho tôi sẽ không trả viện phí. Bác sĩ nghe xong chỉ nhẹ nhàng nâng gọng kính, mạnh mẽ ấn thẳng ống thở lên mặt Lâm Phàm, khinh thường nói, im đi, loại tâm thần như cậu mà cũng có tiền sao. Lâm Phàm vẫn cứng đầu, cho dù các vị có gây mê, thì với sức mạnh ý chí của mình, tôi sẽ kháng lại những tê dại. Lâm Phàm đã hoàn toàn rơi vào hôn mê, bỗng có thứ gì đó hiện lên thông báo, hệ thống cường giả đã tìm được ký chủ thích hợp, chuẩn bị sát nhập. Phát hiện đầu óc của ký chủ có vấn đề, hệ thống đang tiến hành kiểm tra lại tỉ mỉ. Sau một hồi lâu, tại phòng bệnh VIP số 3, giường 3 và 4 lão Trương vừa ăn chuối vừa khen ngon, lúc này Lâm Phàm cũng tỉnh lại, hắn thì thầm với lão Trương, tôi cảm giác mình sắp đột phá rồi. Đạo hữu, đâm cho tôi thêm mấy châm đi. Lão Trương mừng như bắt được vàng, đáp ngay, chuyện nhỏ, gần đây tôi đã nghiên cứu ra một bộ châm pháp mới dựa theo số liệu cơ thể cậu. Lần này là bản nâng cấp của trái đất vận chuyển pháp, tên là hệ ngân hà vận chuyển pháp. Nói xong lão Trương đầy tự tin châm khắp tay Lâm Phàm như nhím, hào hứng hỏi, đạo hữu cảm thấy sao hả? Lâm Phàm đáp, tôi lại nghe thấy có tiếng nói chuyện trong đầu. Lão Trương đầy mong chờ hỏi lại, ồ, nói gì như vậy? Có phải khen bộ châm pháp mới của tôi rất tuyệt diệu không? Lâm Phàm mệt mỏi, chưa kịp trả lời thì cơ thể đã lại chìm vào hôn mê. Phòng cấp cứu lại nháo nhác cả lên, các bác sĩ phát hiện nhịp tim Lâm Phàm tụt rất nhanh, cánh tay cắm toàn ngân châm, có người hét lên, phải tranh thủ đưa vào phòng cấp cứu, mau đi gọi chủ nhiệm. Trong lúc các bác sĩ đang gấp gáp cứu chữa, thì hệ thống lại hiện lên thông báo, hệ thống cường giả đang sát nhập thành công, ký chủ nhận được công pháp phẩm chất cao nhất, Thiên Truy Bách Luyện. Sau khi các bác sĩ chủ nhiệm trải qua cuộc phẫu thuật nguyên một đêm, ông nằm vật vã trên ghế như sắp quy tiên, than thở, mệt mỏi mòe, buồn ngủ mòe, đói mòe. Nói rồi ông lôi trong ngăn kéo ra một hộp cơm cute phô mai que, vợ nấu thơm mòe, đang chén một cách ngon lành thì lại bị y tá vội vàng đẩy cửa xông vào báo, chủ nhiệm. Bệnh nhân tâm thần lại tự hại mình, ngài mau tới xem. Chủ nhiệm phẫn nộ, điên tiết ném hộp cơm xuống đất chửi đồng, mé, hắn bị điên à. Làm sao vừa mới phẫu thuật xong, đang chửi thì ông bị y tá đứng bên cạnh run rẩy ngắt lời, đúng vậy chủ nhiệm. Cậu ta bị tâm thần mà. Ha ha, chị y tá nói đúng quá nên chủ nhiệm cũng đâu làm gì được đâu. Quay lại với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, một nhân viên gõ cửa phòng viện trưởng, báo, viện trưởng, ông chủ Nghĩa Trang Bạch Hạc nhờ tôi hỏi ngài xem lần này ngài có thật sự muốn mua mộ không. Viện trưởng vẫn nhàn nhã uống trà, nhẹ nhàng trả lời, báo hủy dùng tôi, bệnh viện Hoa Điền vừa gọi đến thông báo Lâm Phàm đã qua cơn nguy hiểm tính mạng. Cậu nhân viên nói tiếp, viện trưởng, ông ấy còn nói nếu hủy nữa thì từ nay, mỗi lần muốn mua mộ, chúng ta phải tự đưa thi thể đến chỗ ông ta. Viện trưởng thản nhiên xua xua tay, thở dài, ai, mới hủy có 80 lần thôi mà giận gì chứ, lão Bạch đúng là già rồi mà tính tình vẫn như trẻ con.
Nói rồi ông vẫn tiếp tục ung dung uống trà, lúc này điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông reng reng. Viện trưởng chậm rãi bắt máy, bên kia điện thoại lúc này Lý Lai Phúc viện phó bệnh viện Hoa Điền, đang khí huyết sôi trào, đập bàn rầm rầm. Nóng máu quát vào trong điện thoại, tôi vất vả lắm mới cứu được tên điên kia khỏi nguy hiểm, thì hắn lại tiếp tục làm phế mình. Có phải trại tâm thần Thanh Sơn các ông đang chơi tôi không hả? Nghe vậy, viện trưởng cười hiền hậu nhìn ra cửa bảo cậu nhân viên lúc nãy, cậu kia, chờ chút, đừng vội báo lại với bên nghĩa trang. Lúc này cậu nhân viên số nhọ đang không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút bực mình sắp phát hỏa rồi. Dặn dò cậu nhân viên xong, viện trưởng hững hờ trả lời điện thoại, lại phải đưa vào phòng cấp cứu sao? Ừm, tôi hiểu rồi. Bên đầu dây điện thoại viện phó bệnh viện Hoa Điền nghe vậy tức đến nắm chặt tay, muốn đấm cho lão già đầu dây bên kia mấy cái mà không được, ông tức giận hét lớn, hiểu cái rắm. Mẹ nó, mới được mấy tiếng đồng hồ chứ. Ông đợi đấy, đợi cấp cứu xong tôi lập tức tự mình lái xe đưa trả vị tổ tông tâm thần này về cho ông. Muốn tôi cho hai tên điên đó nằm viện, ông bị điên à? Những bệnh nhân khác của tôi đang cảm thấy rất bất an đây này. Không được. Ông mà đòi nằm viện nữa, tôi lập tức sai bác sĩ trực ca mổ đi vài đường cơ bản, cho ông nhận về một tên tàn phế, ok. Cái gì? Cầu còn không được. Sau khi nói chuyện với viện trưởng bệnh viện tâm thần, mức độ điên tiết của viện phó Hoa Điền đã được nâng lên cấp số nhân xxx lần. Ông tức giận ném điện thoại bàn than, thật là điên hết cả người. Cảnh báo, đây chỉ là chuyện tranh hư cấu, bác sĩ ngoài đời rất thân thiện, tận tâm tận lực vì bệnh nhân, không bao giờ có ý nghĩ đi vài đường giao mổ cơ bản như bệnh viện phó nói. Đặc biệt hơn là bác sĩ ngoài đời rất yêu nghề, yêu động vật, thiên nhiên, có ý thức bảo vệ xã hội, không bao giờ đập phá đồ đạc. Ngoài phòng phẫu thuật lúc này, lão Trương đang nằm sải lai trên băng ghế chờ, suy nghĩ chắc chắn là ngân hà vận chuyển pháp không có vấn đề mới đúng, rốt cuộc sai ở đâu nhỉ? Lâm Phàm vẫn còn nghe tiếng nói trong đầu. Nói rồi, lão Trương không biết từ đâu lấy ra ba cây khều ốc, gian manh nói, hay là mình thử chút nhỉ? Tiếp sau đó lại là một màn co giật, xùi bọt mép đến từ vị trí lão Trương. Mọi người xung quanh thấy vậy đua nhau hét, có ai không, mau đến cứu người. Trong phòng phẫu thuật, bác sĩ đang đứng một góc u ấm than thở, lúc mời tôi gia nhập bệnh viện, Lê viện trưởng đã nói, bệnh viện sẽ để cho tôi trải nghiệm những ca phẫu thuật mang tính rủi ro cao, qua đó tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân. Lúc đó tôi không hiểu, vì sao anh ta biết sẽ có nhiều ca phẫu thuật mang tính rủi ro cao như vậy. Rồi khi ký hợp đồng, tôi đã tiếp xúc với tên điên này tổng cộng 48 lần, mỗi lần hắn đầu chỉ cách quan tài nửa bước chân, cuối cùng thì ông. Ta cũng hiểu. Hu hu hu. Hai y tá ở bên cũng đồng cảm, chạy lại người lau mồ hôi, người lau nước mắt cho bác sĩ để ông tiếp tục làm phẫu thuật. Trong cơn mê, Lâm Phàm thấy hệ thống hiện lên thông báo, ký chủ đã hoàn thành một lần rèn luyện bản thân cấp S, hiện giờ có thể mở ra dị vực, tặng kèm một lần cường hóa thể chất, muốn mở hay không? Xét thấy đầu óc ký chủ có vấn đề, thiếu khả năng phán đoán và tín nhiệm với hệ thống, nên hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương án tối ưu nhất cho ký chủ. Có, mở ra dị vực thời gian đếm ngược bắt đầu, thể chất đang bị cường hóa. Đếm ngược còn 36 tiếng.